Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Mình tên là Adrian. Ok, hello chào các bạn. Chào các bạn. Ok, bạn chào bạn về channel Quang Dũng với lớp cuộc sống ở Châu Phi. Thì ngày hôm nay thì đang làm ở trong đống trại mọi người. Thì một người dân ở trong bản là đi đến báo bà trưởng thôn biết là cái khu vực này bây giờ là đã có, khu vực trong đầu mọi người là đã có hiện tượng là bị mất cắp, mất trộm. Có nghĩa là ở đấy vào cái mùa này mọi người biết đấy là rất là đói mọi người. Và ở xung quanh đây thì không phải là một bản mà rất là nhiều bản. Thành ra là cái tình trạng mà đi ăn trộm, mất trộm nó rất là nhiều. Mà cho nên là bác trưởng thôn đã phải chạy về cùng với mình đến đây để mà xem là cái nó ăn trộm như thế nào và để xem tình hình nào, và cũng muốn là mình đến xem cái chỗ cái vườn đầu mà hôm lần trước là của bản ấy, trông nhiều đẹp mọi người, để xem là có bị mất trộm hay không mọi người ạ. Với lại là cùng xem là nếu mà đã khô rồi một tí rồi thì có thể thu hoạch sớm một tí để tránh tình trạng là sẽ bị mất trộm. Mặt tiền ra về, tao được cái mùi tủ. Đấy mọi người. Đấy, khu vực này chứ khu vực này mọi người là bị nhổ trộm hết. Mặt tiền ra về. Đấy mọi người. Đấy. Aki, ra ba tu được kì. Đây, aki tu được kì. Cái tên mai ra hồn đi. Đấy mọi người. Đấy là những cái dạo ẩn gọi là đã biến trộm cả mọi người ạ. Mai ra có là essa aqui, você também, essa aqui aconteceu sempre ou não? Bem, às vezes acontece sempre, várias vezes. Mas também do outro aldeia que chega aqui? Ah, são aquelas pessoas que não trabalham. Os outros estão a trabalhar. Aí na aldeia temos muita gente que não quer entrar no grupo. Estás a ver? Okay. Mas esses que trabalham conosco, com o grupo dos vietnamitas, esses já não roubam. Porque está sendo ajudado. Sim, sim. Esses são aqueles que não querem coisa, entrar no grupo. Sim. Pô, tá mal, já? Já. Mas até lá mesmo? Ah, até mesmo ali. Otávio, tirou mais muito ali. Ah. Onde? Ui, nhổ cá, mọi người ạ. Tá bem, isso tudo tirou. Isso. Đấy, đoàn này nhổ hết cá này. Tá bem. Các bạn bảo là cái trường hợp này thì cùng xảy ra cùng khá là nhiều lần đấy. Có nghĩa là vào cái mùa này thì cái mùa rất là đói, người dân bản là nhiều nơi là đói mọi người, cho nên là cái tình trạng mà ăn trộm cắp như thế rất là nhiều, nên là bây giờ là cũng rất là khó để mà ấy được lắm. Bây giờ mình cũng rất là lo lắng cái vườn đầu ở đằng kia mọi người. Nha, tí là tu đủ cái say tu đủ ra. Ok. Aproveitou muito tirar aí no coi. Esse lado não sai. Pô, tá roubando tudo. Tá. Já sei, olha que sim. Aquele que metemos ali, assim temos que tirar já. Porque aquele que metemos aí com adubo tá mais coisa. Tá mais bom. Se descobrir lá também, epa. Já, ok. Já. Agora vamos lá para ver. Para ver se mesmo tá bom. Amanhã já para tirar já. Tá bem. Amanhã vai chamar o povo para tirar já. Sim. Đấy. Bây giờ bà cũng suy nghĩ về mình mọi người. Cũng rất là lo lắng cái vấn đề là cái nhóm mà hãy đi ăn trộm ăn cắp ấy là sẽ là xuất hiện tiếp ở cái khu vực mà trong đầu cái vườn đầu của bản ấy, và sẽ là ăn trộm vậy nữa thì số lượng rất là nhiều nữa mọi người. Đấy, ở đấy chỉ một chút thế này mà đã ăn trộm như chắc là cái ăn trộm vặt thôi mọi người, kiểu đi quá rồi nhổ lên để bóng bi rồi mang về mọi người. Nhưng mà cái này là chỉ ở bản khác mọi người, chứ không phải bản này đâu, là ở bản khác là bẻ trộm đấy. Aí também tira tudo. Otávio, ontem ele carregou ali. Carregou aonde? Ele carregou aqui. Ê, nhổ hết cả rồi. Ôi, trông được mấy cây đầu nhổ hết rồi. Aqui? E aqui onde ele carregou num saco. Aqui, mete aqui, mete no saco. Já. Poga. Azar. Esse de quem? É dele? É do meu irmão. Tá bom. Đấy là của anh này mọi người. Của anh này đã bị mất trộm mọi người. Mất trộm rất là nhiều. Quase mesmo que tá tirado bué. Chegou até aqui. Tá vendo? Isso tudo tirou. Mas agora você que dá conta quando que perdeu? Só demos conta hoje. É mesmo hoje. Ontem dizem que as pessoas passaram, dizem que tava bom. De manhã, hoje de manhã, quando descobriram que tiraram, foi já. É mesmo hoje, à noite, de ontem para hoje. À noite de hoje, só dá conta de hoje? Sim. Oh, gata mal, né? Aqui tudo aí Ela terá tipo quase mesmo metade. Assim tem que começar, eu vou falar com você. Tem que começar já a tirar já. Não, amanhã mesmo tem que... Vou avisar os meninos que estão fazendo a dobre. Vamos aproveitar. Sim, tem que tirar sinal, continua mais. Nem terei a semente. Tá mal. Đấy, là cũng biết tư bản khác quá, mọi người, tư bản khác quá thôi. Mà cái tình trạng này thì cũng rất là khó, mà ở đâu cũng vậy mọi người. Ở đâu thì cũng sẽ có trộm cắp và sẽ có như vậy thôi. Cho nên bây giờ thì mình cũng bà trưởng thôn cũng sẽ đi qua sẵn xem cái vườn đầu. Cái vườn đầu này nó cũng xa hơn sau chỗ này rất là nhiều. Nên là bây giờ là phải đi để xem. Nếu mà được là sẽ cho ngày mai thu hoạch luôn mọi người. Ngày mai là coi người dân bản đến thu hoạch thì một ngày luôn là xong luôn. Ở đó thì có hai phần, một phần trong trước, một phần trong sau. Thì bây giờ mình sẽ thu hoạch cái phần trong trước. Nếu mà hơi khô một tí là đã thu hoạch rồi thì bây mình phơi sau mọi người. Nha. Ok. Tudo aqui. Ah, tá mal. Chegou até aqui. Đấy. Có là trồng toàn bộ khu vực này mọi người. Đến đấy luôn. Đến đấy là chân trồng đi. Đấy là để đấy mọi người. Để đấy là cái đoàn đấy là đấy đầu đi. Là cái đồ những cái đường, những cái hàng đường này là họ chưa gọi là chưa trồng hết. Còn cái mảnh bên này là đã ăn trồng cả rồi. Có như hầu như là nhổ hết cả mọi người. Tá bom, agora vamos para lá, tá para ver se tá bom amanhã. Amanhã pai avisa já o povo para começar já para tirar. Tá bem. Tirar já. Ngày mai ra này thu hoạch sớm mọi người. Nhưng mà cũng không phải là sớm đâu. Thì ta bà trưởng thôn cũng bảo là trong tuần này thu hoạch rồi. Nhưng mà bây giờ mà có cái tình trạng xảy ra nữa thì mình sẽ là chắc chắn là sẽ là nói thu hoạch sớm. Tại vì cũng sợ lên để mà không thu hoạch sớm là đầu mà khô quá thì mọi người. Nó sẽ bị tách cái vỏ ra. Bây giờ ra ngoài rất là tốn mọi người, rất là phí đi. Thu hoạch sớm một tí cũng được. Olha, não vinha uma pessoa. Aqui também arrumado aqui. Mas aqui tem que tirar mais cedo porque essa aqui tá abrir tamba depois cair. Muito cedo de manhã. Nó bom video. Tá bom. Bây giờ là anh em mình sẽ đi tiếp đến cái chỗ vườn đầu để xem tình hình nào mọi người. Aqui já dá para tirar já pai. Já dá. Sạch đã. Dạ ta. Mọi người, đây là cái vườn đầu ở khu vực Đà Tông. Hôm nay cỏ mọc rất là nhiều mọi người, tại vì là cùng mấy tuần rồi. Bây giờ là hôm nay là đã khô cả rồi mọi người. Đấy, khô cả rồi mà rất may là không bị ăn trộm thì nào cả. Tudo mas não perde né. Ok. Dạ. Aqui já tá tudo bom pai. Đấy. Aqui. Đấy, cái dòng đầu này mọi người. Cuidado. Essa aqui já tá seca. Já. Tem que tirar já para senão vai coisa. Senão vão roubar. Já vão roubar. Porque aqui tá bonito, assim vão roubar rápido. Não é? Đấy. Rất là nhiều đầu mọi người, đầu ấy mọi người. Obrigado. Tipo cabrito. Cabrito? Tipo veado da mata. Ok. Que tá andando aqui. Aqui. Đây. Rất là nhiều mọi người. Đây. Mọi người thấy là cả khu vực vườn này. Người ta nấu kia mọi người. Đấy. Người ta nấu kia luôn. Đấy. Và ở phía sau này nữa. Với khu vực sau lưng mọi người. Đấy, sau lưng mọi người nữa. Bên đề và gà thì nó vai của ta. Đấy. Linha branca 05. Đấy. Rất là nhiều đầu. Cái nào cái này là tốt súng xoe luôn. Đấy mọi người. Cái chầu này là cái chầu gọi là có phân lấn đàm mọi người. Cho nên là những cái đầu mọi người thấy này đấy, tốt hơn rất là nhiều lần so với những cái chầu lúc nãy bị ăn trộm đấy. Bây giờ là mình phải là tiến hành là nói bà trưởng thôn là ngày mai là phải đi thu hoạch luôn mọi người. Que robar não? Não, né? Essa lá também tá bonito já. Tudo tá bonito. Veja o grande aqui. Đấy, thì bây giờ là ngày mai cái đầu này là mọi người, thì chắc chắn là mình sẽ là để những ngày xưa mà người ta hay làm đấy. Còn nghĩa là bây giờ sẽ là đập luôn, bỏ vào bi và chặt những cái cấy mọi người, những cái cấy và sẽ đập cho nó ra hạt đầu như này. Và sau đó là mang đầu về thôi. Còn cái vỏ này thì để lại, còn cái thì để lại để mà có thể là làm phấn được nữa. Đấy rất là nhiều mọi người. Đến tay đầu kia. Cái đầu kia mọi người, và ra sau bên, và sau bên kia nữa. À cái này ta mẹ, ai là nào đấy? Ah, mas tá fechado. Pela semana também okay. Tem, vai ter que sair. Còn cái bên kia là sáng tuần sẽ thu hoạch. Còn hôm nay sẽ thu hoạch ở bên cái mã bên này được. Phải, tên cái tirai ra. Kita tudo bonito. Tá. Tá. Vườn đào này là. Ali é só alegria. Ya, só alegria. Vườn đào này là thật sự là rất là đấy, một vườn đào rất là năng suất mọi người ạ. Ngày mai là người dân bản nó sẽ được là cùng gọi là thu hoạch đầu. Em hãy mời một cái đầu rất là to này, nhiều quả nữa đấy. Nên ngày mai là sẽ bỏ vào bi và đập tại chỗ luôn, đập tại chỗ và sẽ ra hạt đầu này luôn, nó sẽ bỏ bi luôn mọi người để xem nó sẽ thu hoạch được bao nhiêu đấy. Nhà máy xe đủ với cái xe đoàn mày à, có phim mà xe đoàn kì tên là Lounge đấy. Cái vườn đầu này thấy đó, bây giờ vào cái khu vực này ngày mai là phải báo cáo là khẩn cấp mọi người, khẩn cấp để mà gọi là thu hoạch thôi, chứ nếu mà không thu hoạch là để một vài hôm nữa là gọi là rất là nguy hiểm và lo sợ. Cái bà trưởng thôn nghe tin bị mất là phải gọi cho mà phải nói mình luôn là để đi cùng luôn mọi người, để đi cùng để đấy xem tình hình như nào. Ta kịp vậy, nào để mà xem mà mai thu hoạch luôn. Ngày mai là sẽ nói bà trưởng thôn tập trung người dân lại và sẽ thu hoạch ở đấy mọi người, thu hoạch hết khu vực này, toàn khu vực này luôn. Đấy. Yeah. Toàn bộ khu vực này là rất là nhiều ấy. Còn ở phía bên kia là chắc một tuần nữa mọi người ạ, vì trong sau một tuần nữa thì tầm một tuần nữa là sẽ thu hoạch luôn. Ta muốn từ bộ vườn đầu tuyệt vời. Còn đây là cái khu vực mà trồng sáo mọi người, trồng sáo thì nó cũng có một số quả sánh, cũng lá sánh mọi người, cho nên là chưa thu hoạch được toàn bộ khu vực này này. Đấy. Phí mà số tu rồi. Đấy, toàn khu vực này là sẽ để khoảng một tuần nữa sẽ thu hoạch mọi người. Bên kia nữa rất là nhiều. Còn sẽ là thu hoạch sớm là đấy, con sẽ thu hoạch sớm là ở khu vực này. Bên này là sẽ thu hoạch ngày mai toàn bộ đấy. Đến bên kia nữa mọi người, ngày mai sẽ thu hoạch luôn. Dạ bay anh là về. Sì. Dạ. Bay. Dạ tá bom bay. Sì. Combinamos assim. Tá bem. Amanhã vou vir aqui cedo para começar já mesmo na tua casa. Tá vai aqui. Tá para começar já para tirar. Tá vai, preciso saco, né? Tá. Aqui preciso mais ou menos quantos sacos? Sim. Aí. Ok. Já combinamos assim. Tá amanhã chama já bobo. Vou esperá-lo para tirar tudo aqui. Cái này là phải thu hoạch sớm mọi người. Thì bà cũng hỏi ý kiến mình thôi. Còn ở phía bên này thì để sáng tuần thu hoạch nổi mọi người. Ok. Combinamos assim, fica só assim. Tá bem. Para não preocupado que vai perder mais aí, vai perder dinheiro. Não é isso? Tá bem. Mas não coisa agora que tu não tem boi. Que pessoa que não está trabalhando. Já não querem trabalhar agora. Agora se apanha o gatuno, vamos assim. Ele bater. Ele bater aqui no rabo. Já. Ok, thì cái về năm nay là mình cũng muốn quay các bạn xem cái vườn đầu mọi người. Đã đến thời gian thu hoạch rồi và cũng một cái tình trạng là báo động là có vấn đề về bị ăn trộm cướp mọi người, trộm cắp đấy, là của bạn khác đến đi quá đen trộm ấy. Nên là bà trưởng thôn rất sợ cái chuyện này xảy ra ở tại cái vườn đầu này, cho nên là đã nói mình là thôi để ngày mai là thu hoạch luôn. Thì tất nhiên là mọi người phải thu hoạch luôn ấy, vì cũng đến thời gian thu hoạch rồi mọi người ạ, nên thu hoạch luôn để mà tránh tình trạng xấu, tránh tình trạng gọi là không tốt xảy ra. Ở đấy thì hầu như ai cũng trồng đầu của mọi người, không nhiều thì ít, thì chỗ nó có phân lân đàm thì nó phát triển như này, còn nếu mà không có thì nó sẽ phát triển kém hơn. Và vì đầu là một cái thức ăn hàng ngày, đấy là được ưa chuộng cũng như là được sử dụng thường xuyên nhất, giống như là cơm mọi người ạ, đấy kiểu như vậy, và để sử dụng thường xuyên nhất trong các bữa ăn hàng ngày của người dân bản. Và ok, thì các bạn thấy video này hãy về nghề cho một like, một share cùng với kênh Quang Dũng với Lộc cuộc sống Châu Phi được không nhé. Ok, chào các bạn. Ok, dạ ta bông. Mai á bấm tia tu rồi kì. Dạ. Ok. Đoạn này là không có nước mọi người. Mà không có nước thì cũng không có một cái gì gọi là để mà bơm nước lên cả. Khu vực này khu vực giống như tới bên núi đấy. Nên là trồng sóng thì phải chờ đến tháng 10 mọi người. Tháng 10 thì mới bắt đầu có mưa. Có mưa là sẽ là tiếp tục là trồng đầu thôi. Đấy, chỗ này là đã trồng quá rồi và khi mà trong cái mùa 6 thì chắc chắn sẽ là cái năng suất cao hơn như này nữa.